Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong 3 ngày tới, các tỉnh Đông Bắc Bộ chịu tác động của không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra phía đông, nên về đêm và sáng trời nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất tăng lên mức 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Còn ban ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 26 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh Tây Bắc Bộ cũng có nhiều mây và sương mù vào đêm và sáng, khiến tầm nhìn giảm thấp, nên quý vị cần chú ý khi lưu thông trên những cung đường đèo dốc để đảm bảo an toàn. Còn trưa chiều trời nắng, nhiệt độ tăng dần, cao nhất đạt mức 24 đến 27 độ, có nơi cao hơn. Thời tiết ấm áp dần và cảm giác rét chỉ còn vào thời điểm về đêm và sáng. Các tỉnh phía Bắc miền Trung, bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, trong 3 ngày tới phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều có nắng. Còn từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, có mưa rải rác, tập trung vào cuối ngày. Nhiệt độ cao nhất vì thế sẽ ở dưới mức 26 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong 2-3 ngày tới còn có mưa rào ngắt quãng ở khu vực phía Bắc. Từ Bình Định trở ra, còn lại có nắng vào trưa chiều. Nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam, đến Ninh Thuận, Bình Thuận có thể đạt mức 29-30 độ vào trưa chiều. Khu vực Tây Nguyên trong 3 ngày tới tiếp tục có nắng vào ban ngày và mưa rào chỉ xuất hiện thoáng qua về chiều tối trong thời đoạn ngắn. Tuy nhiên lưu ý với người dân vùng cao, về đêm và sáng sớm trời rét nhẹ với nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 18-21 độ, nhiệt độ cao nhất trưa chiều từ 27-30 độ. Các tỉnh thành miền Nam, các hình thế gây mưa trái mùa không hoạt động nên trời phổ biến ít mưa, ban ngày có nắng, với nhiệt độ duy trì ổn định. Mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng từ 22-25 độ, có nơi thấp hơn, cùng với hiện tượng sương mù. Còn mức nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều dao động trong khoảng 31-34 độ. Vâng, những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin 113 online chiều nay. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV. Chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng, người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm.